đồ thổi lên thì nó căng, mà thôi thì nó càng ngày nó càng xì như thế này nè, nhịp lép này. Đợi hồi là nó mềm xèo luôn nè, đúng rồi nè, mềm rồi nè, hồi là nó xì chẹp lép luôn, mềm rồi nè, đang xì, đang xì. Đầu bơm ngay nó căng. Từ từ nó xì. Xì xuống. Cái chữ này thì nó đỡ hơn. Cái chữ này là hồi nó sạch lép luôn. Sạch lép luôn nè. Sạch nè. Lát nè, không có miếng hơi luôn nè, từ từ hồi nó mềm nhũn luôn. Đây. Đầu bơm thì nó căng ra đẹp như cái này nè, căng nè, hồi này nó mềm nhũn luôn rồi nè, nó lên hơi. Mới treo lên thử, quay cho nó dễ. Đang xì á, mấy phút nữa là nó xì đẹp lép luôn. Mềm à. Hàng gì mà không đảm bảo nè, thấy chưa, xì hết trơn nè, sẹp lép rồi nè, lép rồi nè, dẹp luôn rồi, thấy chưa, đấy, dẹp luôn rồi, để xíu là nó không còn gì nữa.